Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Thì sắp tới đây, tháng 4 sẽ diễn ra một live show thật sự là hoành tráng của chú Mạnh Quỳnh tại Hải Phòng, với sự góp mặt tham gia của các ca sĩ trẻ Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Jizuno, Trường Sang. Và quý cô chú anh chị em cũng có thể là cảm nhận được, đã có rất là nhiều cái show diễn không có cái sự góp mặt tham gia của Quỳnh Trang. Bởi vì theo như cái lịch trình của em ấy thì em ấy vô cùng bận rộn. Nhưng mà tháng 4 thì em ấy lại có mặt. Cái điều này có thể cho chúng ta hiểu được rằng là đối với các con của cô hai thì tháng 4 nó giống như là một cái hoài niệm, một cái gì đó mà các em muốn làm thay cho cái điều cảm ơn đến người mẹ mà các em hết mực yêu thương. Và ngày 10 tháng 4 thì đó là sinh nhật của cô hai, cho nên các em luôn dành những cái tình cảm vô bờ bến của các em để góp phần gửi lời ca tiếng hát dành tặng cho tất cả quý vị khán giả, những người đã luôn yêu thương mẹ của các em, luôn đồng hành, dù rằng là có rất là nhiều cái câu chuyện nó có thể làm cho mọi người lung lay. Nhưng mà đã có rất là nhiều quý cô chú anh chị em vẫn ở đây, vẫn luôn đồng hành với cô hai, và đến tại thời điểm bây giờ vẫn luôn đồng hành cùng với lại các con của cô hai. Cho nên rằng là Quýnh Nhà nghĩ trong cái live show sắp tới đây nó sẽ có rất là nhiều cái tâm sự. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào muốn hiểu được cái nỗi lòng của tất cả những người ở lại, của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, của Tuyết Nhung, của chú Mạnh Quỳnh, thì hiện tại bây giờ mọi người có thể là đặt vé để chúng ta có thể là xem. Quý cô chú anh chị em nào mà có thể là đi xem trực tiếp á, thì có thể là đặt vé với cái số điện thoại của ban tổ chức chương trình. Còn nếu như quý cô chú anh chị em nào mà chúng ta không thể nào đi đến Hải Phòng để tham dự trong cái live show lần này, thì chúng ta vẫn có cái điều kiện để có thể là xem trực tiếp, đó chính là trực tiếp online trên trang fanpage của chú Mạnh Quỳnh đó quý của chú chị. Và hiện tại bây giờ thì giá vé cũng giống như là cái lịch diễn và ghế thì cũng đã được in ấn ở trên poster. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà yêu thương và muốn đồng hành để ủng hộ cái tinh thần cho tất cả mọi người thì chúng ta có thể là liên hệ được rồi đó ạ. Mọi người biết không, thì đương nhiên cái live show lần này nó sẽ vấp phải rất là nhiều cái ý kiến, những cái sự dị nghị. Có người thì người ta lên tiếng, người ta nói rằng là live show lần này chú Mạnh Quỳnh về bên Việt Nam là để lợi dụng vào cái tên tuổi của cô hai, và lợi dụng vào cái điều này để có thể là bán vé. Và có một số người thì người ta sẽ lên tiếng, người ta nói rằng bản thân của chú Mạnh Quỳnh sau cái lúc cô hai còn sống đó quý cô chú anh chị, thì không về bên Việt Nam thường xuyên, mà sau khi cô hai ra đi mãi mãi rồi thì cứ bay đi bay về liên tục đến như vậy. Hoạt động nghệ thuật rất là nhộn nhịp đó quý cô chú anh chị. Có phải rằng vì cái cô học trò nữ của mình hay là không? Mọi người cũng biết là thời gian vừa qua có rất là nhiều cái sự việc lùm xùm vây quanh cái câu chuyện của chú Mạnh Quỳnh cùng với lại cô học trò kia. Thì ai cũng đều hiểu được rằng là đối với chú Mạnh Quỳnh, khi mà chú về bên Việt Nam rất là nhiều lần kể từ khi mà cô hai ra đi cho đến tại thời điểm bây giờ, nó cũng giống như là một cái thông điệp mà chú muốn gửi gắm. Chú cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng là bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn có nhiều cái cơ hội để mình có thể là đi đây đi đó, thì
mình có thể là dìu dắt cho các con của cô hai. Không những hiện tại bây giờ là các con của cô hai không đâu quý cô chú anh chị, mà đã là con của chú nữa, thì chú phải có cái trách nhiệm. Và đương nhiên rằng là một người thầy đã nói là một người thầy, đã mang danh là một người thầy và đã nhận học trò rồi, thì tất nhiên rằng là chú phải dồn hết cái tâm huyết, tâm sức của mình để có thể là giúp cho học trò của mình, dù là Trường Sang hay là Dương Huệ đi chăng nữa, thì đối với chú cũng giống như nhau thôi, là có thể là truyền đạt hết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái điều gì đó nó tốt để giúp cho các bạn có thể là vững vàng trên cái con đường sự nghiệp ca hát. Và đến một lúc nào đó thì ai cũng phải già rồi, cũng không có còn hoạt động nghệ thuật nữa, thì lúc đó các bạn trẻ sẽ phải là những người tự bươn, tự chải, tự bơi, tự lo tất tần tật và không có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ chú nữa. Bởi vì sao? Mình lớn tuổi rồi, người ta cũng về hưu rồi quý cô chú anh chị, cho nên á, còn thời gian, còn sức khỏe thì chú cứ muốn cống hiến vậy thôi. Cho nên rằng nếu như quý cô chú anh chị em nào mà thương á, thì chúng ta có thể là ủng hộ cho cái tinh thần cũng được. Tại vì cái tinh thần là một cái nguồn động lực vô cùng lớn đối với chú Mạnh Quỳnh, đối với các con của cô hai và đối với cái live show lần này. Mọi người biết sao không? Phía bên này á, thì người ta không có phô trương, người ta cũng không có khoe mẽ, người ta cũng không lên tiếng, người ta nói hay là người ta hô hời, người ta kêu gọi đồ mua vé rồi này nọ đâu quý cô chú anh chị. Chỉ muốn dành những cái sự chân thành để gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị. Chỉ mong rằng là những cái sự chân thành đó của tất cả mọi người sẽ tạo nên một cái live show thật sự là hoành tráng, mang một cái ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong tháng 4 sắp tới đây. Cho nên mọi người yêu thương thì mình có thể là ủng hộ và bỏ qua những cái lời sai lệch hoặc là điều tiếng gì đó. Đôi lúc đó quý cô chú anh chị, những cái điều nói nó không có đúng như vậy thì của nhà cũng có thể hiểu được. Có một số quý cô chú anh chị em mà thương cô hai nhiều á, người ta sẽ không bao giờ mà chấp nhận chú Mạnh Quỳnh có những cái sự bao bọc cho bất kỳ một cái người nữ giới khác. Bởi vì bản thân của tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng là cái hình ảnh tốt đẹp mà bao nhiêu lâu nay chú Mạnh Quỳnh và cô hai gầy dựng, đó chính là cái hình ảnh của người tình sân khấu, một cái người bạn mà được gọi là tri kỷ, chí cốt đó quý cô chú chị, thì không thể nào mà gắn liền với bất kỳ một cái người nữ giới khác. Nhưng mà cuộc sống mà quý cô chú anh chị, ai rồi cũng phải vì nghệ thuật, ai cũng vì cái cuộc sống, chứ không ai mà thần thánh đến cái mức độ mà không suy nghĩ về những điều đó đâu quý cô chú anh chị. Chú Mạnh Quỳnh cũng là một cái người bình thường, bằng da bằng thịt, cũng giống như cô hai vậy thôi. Rồi cũng có luân hồi, rồi cũng có sinh tử, rồi cũng có tất cả những cái gì giống như chúng ta vậy đó. Cho nên rằng là trân trọng những giây phút mà còn được gặp nhau, trân trọng những cái giây phút mà chúng ta có thể là ngồi nghe những cái câu chuyện, những cái sự trò chuyện, rồi tất cả những cái gì xung quanh. Bởi vì tình cảm nó mới được gọi là chân thành, mới được gọi là mãi mãi. Còn những cái điều mà ta nói rằng là nó thiêu dệt hay là nó bịa đặt ở bên ngoài thì mọi người biết rồi. Cuộc đời mà người ta có miệng, người ta có thể là người ta nói, nhưng mà mình không thể nào mà mình sống cho cuộc đời của người khác được. Bây giờ mọi người có nói thì chú Mạnh Quỳnh vẫn phải sống, chú Mạnh Quỳnh vẫn phải làm tất cả những cái điều mà chú ấy đã từng hứa với cô hai, làm sao để giúp đỡ cho các con của cô hai vững vàng trên cái con đường sự nghiệp ca hát, và bên cạnh đó là làm sao cho học trò của chú có được những cái chỗ đứng vững chãi. Đơn giản rằng là giống như là hậu duệ, giống như là tất cả những cái gì mà chú có thể là làm được cho đến tại thời điểm bây giờ. Mọi người biết sao không? Bây giờ nghe theo những cái lời như vậy thì chắc chắn rằng là cũng sẽ có rất là nhiều cái áp lực. Nhưng mà của nhà tin chắc rằng là cho dù có áp lực cỡ nào đi chăng nữa thì đối với chú Mạnh Quỳnh, đối với các con của cô hai, đối với đại gia đình của cô hai, thì live show trong tháng 4 tại Hải Phòng sắp tới đây, nhân dịp sinh nhật của cô hai, nó sẽ mang lại rất là nhiều cái ý nghĩa, những cái sự yêu thương chân thành, mộc mạc.
Ok, cái đoạn video này của Quỳnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ.